Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Car Kính thưa quý anh chị, trước mặt quý vị và tất cả các bạn đó chính là chiếc xe Hyundai Creta phiên bản năm 2022 à, Phiên bản Hyundai Creta năm 2022 như mọi người nhìn thấy trên màn hình đây là phiên bản tiêu chuẩn Cùng với đó thì chúng ta sẽ còn có 3 phiên bản à, với phiên bản cao cấp và phiên bản nâng cao đối với uh, Creta Kreta uh, là một trong những cái dòng xe mà đang được rất hot ở thời điểm hiện tại khi mà nhà Hyundai vừa có một cái kiểu dáng rất giống với Hyundai Tucson. Như mọi người biết thì Hyundai Tucson bây giờ đang là một trong những cái dòng xe mà đang rất là khan ở thời điểm hiện tại gần như là cũng không có nhiều xe, hầu hết là toàn phải trả uh, ký chờ hoặc là trả dần xe cho khách hàng. Uh, hiện tại thì đại lý cũng đang rất là mong muốn hyundai thành công có thể là có nhiều xe hơn để cung cấp cho khách hàng. tại vì gần như hàng ngày nào quyết cũng nhận được các cái thông tin uh, từ khách hàng là xem bao giờ có xe, bao giờ lịch xe về thì thực sự là uh, quyết cũng không mong muốn điều đó. hyundai creta thì uh, hiện tại chúng ta có 3 phiên bản là phiên bản 1.5 tiêu chuẩn, phiên bản 1.5 đặc biệt và phiên bản uh, 1.5 cao cấp. thì trong clip ngày hôm nay thì quyết sẽ cập nhật cho mọi người Uh, sau khi mà hết cái chương trình giảm giá 50% uh, thuế trước bạn của nhà nước thì bây giờ lăn bánh ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xem là bao nhiêu để quý anh chị chúng ta có thể nắm được cả nhà nha Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản uh, 1.5 À, tiêu chuẩn như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta có mức cái giá niêm yết là 620 triệu dành cho phiên bản này à, thì để lăn bánh được dành cho quý anh chị chúng ta đang ở Hà Nội thì mọi người cộng giúp em thêm đó chính là 12 phần trăm thuế trước bạ à, phí đăng kiểm phí sử dụng đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự và tiền biển nữa thì tổng cộng giá trị lăn bánh ở thời điểm hiện tại đối với dòng sản phẩm tiêu chuẩn đó chính là 716 triệu đồng 716 triệu đồng cả nhà nha nếu quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh Sẽ là 704 triệu 704 triệu Còn những quý anh chị mà chúng ta đang Ở các tỉnh thì sẽ là 684 triệu đồng à, Vì ở Hà Nội thì thuế 12% Ở tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh chỉ là 10% mà thôi Và tiền biển ở tỉnh thì chúng ta còn chỉ có 200.000 cho tới khoảng 2 triệu đồng thôi, tất nhiên là từng tỉnh thành, vì vậy là quý anh chị nếu mà chúng ta muốn biết thêm chi tiết mình ở tỉnh nào, giá xe như thế nào màu sắc như thế nào thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình thì bên em cũng sẽ cung cấp uh, chi tiết về giá bán và màu sắc uh, và cũng như lịch giao hàng cụ thể nhất dành cho tất cả các quý anh chị đối với phiên bản tiêu chuẩn cả nhà nha À, và bây giờ thì em sẽ cập nhật thêm cho mọi người đó chính là phiên bản cao cấp ạ với phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có mức giá bán là 670 triệu đồng thì cao hơn so với phiên bản tiêu chuẩn là 50 triệu à, vì vậy là chúng ta sẽ có cái mức giá để tổng lăn bánh ở Hà Nội cũng sẽ cao hơn là 772 triệu đồng lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 759 triệu và lăn bánh ở các tỉnh sẽ là 700 triệu 39 triệu đồng em xin được nhắc lại ở Hà Nội là 772 ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 759 và ở tỉnh sẽ là 739 cả nhà nha thì em xin nhắc lại ở đây nghĩa là chúng ta đã cộng thuế trước bạ rồi tiền biển rồi phí biển số rồi đấy ạ phí đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự rồi và nếu mà khách hàng mua cái bản à, cao cấp ấy ạ, thì chúng ta sẽ có hai cái màu ngoại thất thì sẽ được cộng thêm 5 triệu đồng nữa mọi người nha Đây là theo cái giá niêm yết và những công bố của Hyundai rồi Đó để cho mọi người có thể nắm được Hiện tại thì đại lý cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người là Vay 80% giá trị của chiếc xe Mọi người chuẩn bị giúp em 20% thôi Nghĩa là mọi người chuẩn bị giúp em là 147 triệu đồng Là chúng ta đã sở hữu được với phiên bản Creta Phiên bản cao cấp nhất rồi đó mọi người nha đó thì nếu quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình bên em sẽ báo giá một cách rất chi tiết dành cho mọi người và phiên bản cuối cùng là Hyundai Creta 1.5 phiên bản đặc biệt à, có mức giá bán là 730 triệu đồng cao hơn phiên bản cao cấp là 60 triệu đó thì để lăn bánh được đối với phiên bản này ở Hà Nội thì sẽ là 839 triệu đồng thì tất cả những cái này em báo thì chưa bao gồm khuyến mãi mọi người nha chưa bao gồm khuyến mãi lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 825 nghĩa là 825 triệu đồng và lăn bánh ở tỉnh sẽ là 805 triệu à, với những quý anh chị mà chúng ta vay trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp em đó chính là 149 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được phiên bản đặc biệt rồi à, và em xin được nhắc lại ở Hà Nội là 839 để lăn bánh được Thành phố Hồ Chí Minh 825 và ở các tỉnh sẽ là 805. Đó. À, với những quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt các cái màu sắc mà mọi người mong muốn thì mọi người vui lòng gọi điện hotline. Ví dụ như là màu bạc này, màu xám kim loại, cái màu này rất là đẹp hay là cái màu đỏ này, màu đỏ đen, đó, màu trắng, màu đen, màu xanh đó đấy là những cái màu sắc mà anh chị có thể lựa chọn được hoặc là mọi người muốn màu sắc chi tiết hơn cụ thể hơn tại vì đây là chỉ là màu đỏ thôi thì mọi người có thể là gọi, um, inbox trực tiếp qua zalo cho em em sẽ um, chụp ảnh và cũng như là gửi cho mọi người cái màu sắc và tổng giá trị lăn bánh cũng như là trả góp hàng tháng là bao nhiêu để báo cho anh chị để mọi người có thể nắm được uh, với creta thì chúng ta phải nói rằng là nó lấy cảm hứng từ người đàn anh là túc sơn uh, Chúng ta có thể thấy được rằng ở trong cái màn hình ở phía bên trong là màn hình lên tới là 10,25 inch và có thể thay đổi tùy chuyện uh, tùy giao diện được với người lái và toàn bộ các hàng ghế ở phía trước đều được bọc ra và có tính năng uh, thông gió và cũng như là trải nghiệm cái cảm giác rất là rất là thích. Với màn hình đa thông tin trung tâm là 10,25 inch có hỗ trợ Apple CarPlay và Android với 8 loa Bose. Nội thất bên trong bọc da điều chỉnh hướng uh, ghế là 8 vị trí à 8, uh, 8 hướng và có điều chỉnh ở phía góc ấy, thì nó thấp nhất đó chính là 4 hướng. Hệ thống điều hòa có cửa gió ở hàng ghế phía sau dành cho tất cả các anh chị. Vì vậy là mọi người yên tâm. Uh, ngoài ra thì uh, xe chúng ta sẽ có thêm đó chính là Hyundai SmartSense cho phiên bản cao cấp. Uh, với phiên bản thấp thì chúng ta sẽ có các um, các tính năng như là kiểm soát áp suất lốp màn hình thị camera phía sau, trong khi bản cao cấp thì chúng ta có sẽ có uh, hỗ trợ phanh va chạm chủ động này hỗ trợ phanh va chạm phía sau, cảnh báo mở xe khi thiếu an toàn với rất nhiều các cái option khác nhau. Uh, với hộp số sẽ là hộp số biến thiên thông minh IVT cũng như hộp số sàn sẽ là 6 cấp. Uh, nếu quý anh chị mà chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình với hàng loạt những cái trang bị thiết bị uh, cao cấp như em vừa mới chia sẻ dành cho mọi người uh, cảm ơn mọi người một lần nữa và đừng quên rằng ấn giúp em nút đăng ký kênh của đội ngũ happy car và nút chuông bên cạnh và em uh, cũng mong rằng có thể phục vụ các quý anh chị uh, trong một ngày gần nhất xin chào và hẹn gặp lại Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.